Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống hiện đại ngày nay, các di sản văn hóa của dân tộc vẫn giữ nguyên những giá trị riêng có. Tuy nhiên, làm thế nào để vừa giữ gìn, vừa đưa các di sản văn hóa đến gần hơn với công chúng, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn là vấn đề cần đặt ra. Một không gian văn hóa cơ tu thu nhỏ giữa lòng thành phố, nơi những bạn trẻ, người yêu văn hóa dân tộc có dịp được gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với các nghệ nhân về những giá trị văn hóa độc đáo, riêng có như trang phục, âm nhạc, lễ hội, phong tục tập quán, đã trở thành một trải nghiệm độc đáo tại Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2020, vừa được Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức mới đây. Sự kiện đã góp phần tuyên truyền, giới thiệu và làm nổi bật ý nghĩa giá trị của hệ thống di sản văn hóa trên địa bàn thành phố, đưa di sản văn hóa đến gần với công chúng địa phương, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn thể cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Bản sắc văn hóa của đồng bào Cơ Tu hiện nay, nói chung là chúng tôi cũng rất cố gắng gìn giữ lại. Và chẳng hạn giống như tôi đây, là tôi là hỏi lại các vị già làng trước khi các vị già làng mất để tôi giữ gìn lại để tôi có thể truyền lại cho các cháu nhỏ thế hệ mai sau. Hiện nay cùng với nhịp sống hiện đại, nhiều giá trị di sản đang dần bị mai một. Trước sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nhiều làng nghề truyền thống cũng lâm vào tình trạng khó khăn do thiếu nguồn lực để phát triển. Những nghệ nhân làng nghề ngày càng ít đi, trong khi nhiều người trẻ lại không mấy mặn mà với nghề truyền thống, khiến cho việc duy trì và bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa cũng gặp nhiều thách thức. Hiện tại thì do nghề chiếu nên là cũng ít rồi, tại vì nó là thu nhập nó cũng không có cao lắm, nên ở quê thì nó ít dần rồi, người ta đi làm công nhân hết, nên có nghề này nó cũng khó giữ, nên tụi em làm mong là mọi người sẽ giữ cái nét truyền thống cái làng nghề. Bên cạnh cần cơ chế đầu tư, nguồn lực để duy trì và bảo tồn các di sản văn hóa của địa phương, dân tộc, những sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối di sản đến cộng đồng người dân, du khách, doanh nghiệp cũng cần được đẩy mạnh tổ chức nhiều hơn nữa, theo hướng thay đổi cách tiếp cận lịch sử và di sản văn hóa dân tộc với các hình thức mới mẻ, vui tươi và tăng tính tương tác, trải nghiệm. Tham gia cái ngày di sản văn hóa Đà Nẵng thì em cảm thấy rất là vui và được hiểu biết, tìm hiểu rõ hơn về các làng nghề truyền thống, như là những cái làng nghề làm nước mắm, làm chiếu, và được trải nghiệm những cái hoạt động như là đan cái vòng tay bằng chiếu bằng có, rồi tham gia các hoạt động ẩm thực, được trải nghiệm các cái món ăn đặc sắc của người địa phương thì em cảm thấy rất là vui. Em là một sinh viên của ngành văn hóa học thì đây là một trải nghiệm cực kỳ rất là tốt đối với em. Qua cái việc trải nghiệm này em có thể tích lũy được kiến thức để phục vụ cho việc sau này khi em ra trường làm nghề. Văn hóa là một phần hồn cốt của dân tộc, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa của cha ông, vì vậy là trách nhiệm của cả cộng đồng. Như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từng nhấn mạnh, phát huy các di sản văn hóa dân gian trong thời kỳ hiện đại không chỉ là bảo tồn cho đúng các giá trị nguyên bản, mà còn phải phát triển thêm các giá trị tốt đẹp để làm phong phú đời sống tinh thần của dân tộc.